Xin chào tất cả quý vị và các bạn, lại là mình. Vihome TV đây. Trước khi đến với thông tin chi tiết, các bạn hãy bấm đăng ký để nhận được nhiều thông tin sản phẩm nhà đất đẹp, giá tốt tại Hải Phòng nhé. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một căn nhà đẹp, nhà xây 3 tầng với pháp lý sổ đỏ chính chủ kèm giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế, địa chỉ ngay tại Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng. Chúng ta cùng tham quan chi tiết căn nhà nhé. Các bạn vừa đi qua cổng chính căn nhà với bố trí sân cổng riêng. Bước vào trong căn nhà, ta thấy ngay sự ấm cúng của sắc đèn vàng, thiết kế vô cùng hiện đại. Căn nhà được xây dựng với diện tích là 70m², ngang 4m, hướng tây với sân cổng kiêng cũng với sân sau rộng rãi, cửa cuốn điện kèm kính cường lực hai cánh. Tiện tích xung quanh, trong ngõ có trường mầm non, cách trường cấp 3 Lê Chân 600m, ngay gần bệnh viện y học biển, siêu thị Aeman. Có 3 bãi gửi xe gần nhà. Dừng lại ở đây, ta có thể thấy ngõ trước nhà 2,5m, ô tô tải 5 tạ vào tận nơi. Tủ bếp nhựa chống cháy Hàn Quốc đã lắp sẵn bếp cộng hút mùi. Cầu thang kính cường lực tay gỗ với điểm nhấn được sơn mạ vàng giúp tăng sự sang trọng, hài hòa với thiết kế của ngôi nhà. Hãy cùng theo mình lên tầng 2 để xem bố trí phòng của ngôi nhà nhé. Cấu trúc tầng 2 bao gồm 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh. Cửa phòng ngủ làm bằng chất liệu nhôm kính Việt Pháp, cửa sổ phòng ngủ chắc chắn, ánh sáng tự. Nhiên thiết bị vệ sinh của hãng INX, vòi hoa sen, bình nóng lạnh đầy đủ. Lên tầng 3 với cấu trúc 1 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh, phòng thờ và sân phơi. Đặc biệt, như các bạn thấy, phòng ngủ được bố trí thêm ban công thoáng mát. Đứng đây mà ngắm cảnh sau những ngày làm việc mệt mỏi thì thật thư giãn. Căn nhà đang được bán với giá chỉ có 2,5 tỷ. Mọi chi tiết liên hệ theo số hotline 0825 257 666 hoặc 02253.513.666. Cảm ơn quý vị đã đón xem video của chúng tôi. Để đón nhận được những thông tin sớm nhất về những sản phẩm đang hot tại thị trường Hải Phòng, mời quý vị bấm đăng ký và bật chuông thông báo kênh. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.